Từ năm 2017 đến nay, Thụy Điển áp dụng chiến lược nhấn mạnh việc sử dụng máy tính và máy tính bảng trong lớp học. Tuy nhiên, hệ quả là giáo viên phát hiện hiệu quả học tập của học sinh đã bị ảnh hưởng. Các con số thống kê của chính phủ cũng cho thấy tỷ lệ biết chữ ở nước này giảm nhẹ. Những hình ảnh học sinh tập viết bằng bút và vở tưởng như không có gì lạ, nhưng ở Thụy Điển đây là chuyện mới. Bởi từ năm 2017 đến nay, Thụy Điển áp dụng chiến lược nhấn mạnh việc sử dụng máy tính và máy tính bảng trong lớp học. Cho tới năm nay, chương trình học vẫn nhắc đến việc sử dụng công nghệ nhưng không hề nhắc gì đến sách giáo khoa giấy. Giờ thì cả học sinh nhỏ tuổi cũng bắt đầu tin rằng viết tay là quan trọng. Viết trên máy tính không viết được như thế này đâu, chữ bị xấu đi đấy. Tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Bộ Nhà trường của Thụy Điển bày tỏ lo ngại về tình trạng giảm sút kỹ năng đọc hiểu của học sinh. Nguyên nhân có thể là do đại dịch COVID-19, song việc sử dụng máy tính cũng góp phần dẫn tới tình trạng này. Không nên thử nghiệm ở trường học với các em học sinh. Chúng ta không thể bỏ qua những phương pháp giáo dục mà chúng ta biết là hiệu quả để áp dụng phương thức mà chúng ta không biết kết quả sẽ thế nào.